Bọn trẻ như mình nó ăn này rất là ngon. Thì các bạn chắc cũng biết được là nó ngon như thế nào đấy. Ăn chấm ăn thử cái trẻ các bạn. Cảm nhận ngon hết rồi. Ngon hết sạch. Rất ngon các bạn. Nóng nóng ăn lên ngon. Quỳnh Phương xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một món ăn để mà chia sẻ đến các bạn. Thì ở đây nguyên liệu mình có là có gồm có thịt này, thịt lợn này. Và thịt lợn này là thịt lợn xay, mình đã nhờ các bà bán thịt ở ngoài chợ xay cho này. Đây là đậu này, đậu bìa này. Đây là ngũ vị hương này các bạn. Và mình có hai quả trứng này. Và đây là bột mì nữa này. Đấy, bột mì các bạn nhé. Và đây là có hành lá và húng rang cưa này. Và thêm gia vị thì gồm có mắm, mì chính và hạt tiêu nữa. Thì hôm nay mình sẽ làm món thịt lợn xay chiên các bạn nhé. Wow. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi làm cái món này các bạn nhé. Các bạn hãy cùng làm với mình nhé. Đầu tiên là mình cho đậu vào các bạn nhé. Thì mình đem đi mình dằm nát cái đậu này nó ra đây các bạn. Đậu đây này các bạn, mình sẽ dằm nát nó ra. Đấy. Đậu nó đã nát rồi này các bạn. Thì đậu nó nát rồi thì bây giờ mình sẽ cho thịt xay vào các bạn. Thịt xay này mình sẽ trộn đều này. Thịt xay này và mình sẽ cho cả hành vào nữa các bạn nhé. Cái bát lúc nãy mình để vào là nó hơi bị bé các bạn. Mình đã chuyển sang làm vào cái chậu này rồi. Chậu này cũng là chậu sạch các bạn nhé. Cho nó rộng, làm cho nó dễ các bạn. Thế thì mình đã cho thêm cả hành và rau húng rang cưa vào này. Mình trộn đều này. Xong thì các bạn cho trứng vào nhé. Mình sẽ cho tất cả cái trứng này vào. Trứng thì tùy các bạn cho ít hay cho nhiều thì các bạn. Mình chỉ hạn chế hai quả các bạn, nên chỉ hai quả hoặc một quả. Và các bạn trộn đều lên nhé. Sau khi nó đã thế này rồi thì mình sẽ cho ngũ vị hương nhé. Ngũ vị hương thì các bạn sẽ cho một gói nhé. Cho ngũ vị hương vào cho nó tăng độ thơm nha các bạn. Cho nghĩ vũ vị hương này và mình sẽ cho thêm mắm này và bây giờ mình cho gia vị vào này. Vì cái này ăn với chấm lẫn cả tương ớt nữa thì các bạn cho lượng vừa phải cho nó có mùi thơm của mắm các bạn nhé, chứ không nên cho nhiều, cho nhiều nó sẽ mặn. Hạt tiêu này các bạn, hạt tiêu này cũng cay nên các bạn sẽ cho một phần ít thôi nhé. Và đây là mì chính này các bạn. Đấy, sau khi mình cho tất cả ngũ vị hương và gia vị vào thì mình sẽ lại trộn đều. Thịt đậu
rau thơm, hành, trứng và các loại gia vị mình đã trộn đều vào rồi nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho thêm bột mì các bạn nhé. Các bạn cho bột mì này vào ấy. Thì nếu các bạn thấy nó khô quá thì các bạn hãy có thể cho thêm cả nước nữa nha các bạn nhé. Mình cũng đã chuẩn bị nước rồi đây. Nước sạch nha các bạn nhé, nước lọc sạch. Nếu các bạn thấy nó khô ấy thì các bạn trộn đều nó lên tất cả những cái nguyên liệu vào với nhau, mà thấy nó khô thì các bạn cho thêm nước vào cũng được. Và các bạn cho bột lên bao giờ thì các bạn nặn lên để nó thấy cái độ ẩm mà độ mịn của cái hỗn hợp này là được các bạn nhé. Thế là các bạn cho vào nó bắt đầu nó không thấy thì các bạn nặn nó không bị dính tay nữa thì thôi các bạn nhé. Các bạn ơi, mình đã chuẩn bị trong một cái chảo dầu rồi, mình đã đun vào cái dầu nó đã sôi già lên rồi. Và đây là cái hỗn hợp thịt rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đem đi mình chiên cái hỗn hợp đậu, thịt, trứng, bột và các loại gia vị với rau thơm rồi các bạn nhé. Chiên ngon rồi các bạn, rất là ngon đấy. Các bạn cứ dùng thìa kiên cơm với bé này các bạn làm như vậy nó sẽ không bị xít các bạn nhé, cho nó cũng đẹp đấy. Bây giờ mình cho các bạn xem. Bạn nhìn thấy hấp dẫn. Bạn nào thấy ngon các bạn hãy bật like và chia sẻ video với nhé. A few moments later. Đây các bạn, cái món thịt đậu chiên mình đã chiên xong rồi đây các bạn, nó quay gần lại cho các bạn xem này. Đấy, món này rất là ngon này các bạn, nhìn rất hấp dẫn. Món này mình làm nó nhìn cái hình thức thì nó gần giống như cái món đậu. Đậu chiên rau củ đấy các bạn. Thì link cái video của cái đó mình sẽ để trên màn hình các bạn nhé. Thì quay trở lại với cái món này này, thì mình sẽ cái này là sẽ chấm lẫn từ ớt ăn lẫn cơm các bạn, chứ món này không phải là món ăn vặt, món này là ăn lẫn cơm nhé. Thì trước thì mình nhìn thấy thì cái món này nó rất là ngon, rất hấp dẫn, nhìn nó rất là đẹp này, màu sắc rất là đẹp, rất là ngon các bạn, nhìn mắt đã thấy ngon rồi, nhìn chưa phải để ăn đã cảm nhận đã thấy ngon rồi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi thưởng thức luôn cái món này các bạn nhé, rất là ngon đấy nhá, ăn miếng này nhé, mời các bạn nhé. Bạn nhìn nhỉ, ngon nhìn, nó thơm của hạt tiêu của cái rau. Rau đó là rau húng chăn cưa, thơm ngon. Nó có thịt nữa, nó béo béo của thịt các bạn, ăn rất là ngon. Ngoài thì nó giòn, cứng, người trong nó vẫn giữ được độ mềm các bạn. Ngắm món này ăn, là món ăn cơm, hoặc là ăn cơm hơn, rượu uống bia cũng được các bạn. Mình sẽ làm miếng nữa các bạn này, rất ngon này, nhìn này, các bạn cho một tương ớt này,
Ui, các bạn nhìn này, nó vàng cước nhìn này. Ngon lắm, ngon lắm. Có thịt nữa, này nạn nó rất là béo các bạn. Đây, nó trùng ngó anh rồi. Hôm trước thì mình có làm món đậu gì đó nhỉ, đậu chiên rau củ quả. Món đó là món chay các bạn. Ăn không ngon. Ăn con thịt đó, ăn béo á, ăn thịt nó béo, rất là béo. Và tiêu vào ngon mưng rồi, chấm với tương ớt thì mắc ngon các bạn. Món này rất hợp với ăn nóng này, ăn ăn cơm thì ngon đường ngọt các bạn. Ngon đấy. Mình chuyên hai vị đậu này, hai quả trứng này, chỗ đó tầm đủ 2 lạng thịt, 3 lạng này hơn 3 lạng thịt các bạn. Đây là một ít bột và các loại gia vị thì mình làm được chỗ này à, mình mang lên để mình ăn thử và để chia sẻ cho các bạn cái cảm nhận về cái món ăn này đấy. Còn được một nửa nữa, một phần như thế này nữa thì mình vẫn để dưới kia để lát nữa gia đình nhà mình ăn cơm thì sẽ ăn. Cái món này là món ăn ăn cơm các bạn ấy, rất là ngon, mình thấy rất ngon, rất hợp lý. Món này cũng bia uống rượu cũng được, nhưng mà nó món chủ đạo, món chính là để ăn ăn cơm các bạn. Mình thấy ăn rất ngon, rất giòn và thơm, và mình cũng ăn như vậy rồi. Nhưng mà chia sẻ để chia sẻ cái cảm nhận về cái hương vị của cái món này như thế nào cho các bạn biết thôi. Cũng mình cũng xin kết thúc cái video này đây. Đây các bạn xem video, nếu thấy video hay các bạn hãy follow, like, subscribe kênh và nhớ là ấn chuông các bạn nhé, để ủng hộ cho mình nhé. Tôi xin chào tất cả các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn vào những video và những món ăn tiếp theo nha. Đây là món thịt đậu chiên giòn các bạn, rất là ngon, rất là thơm vì nó có ngũ vị hương rất là đỉnh. Thôi xin chào các bạn nhé.